Và xin đồng hành chào mừng tất cả các bạn, chúng ta cùng đến với giải bóng đá Hoàng gia mở rộng lần 1 năm 2022. Và ngay lúc này đây, trận đấu tại sân Long Thới, nhà bè của chúng ta, trận đấu trận hạng 3 của các cầu thủ Bất Động Sản Thành Thắng và đội bóng Hoàng gia FC. Và ở những đường truyền ngắn thì bên phía các cầu thủ Bất Động Sản Thành Thắng họ có cho mình những đường truyền chính xác. Trong khi đó thì Hoàng gia FC và hai đội bóng đang tham gia trận đấu này thì họ cũng đã xuất sắc đánh bại rất nhiều đối thủ ở vòng bảng để bước đến với trận đấu tranh hạng 3 lần này. Tiếp tục là cơ hội mở ra dành cho Bất Động Sản Thành Thắng. Đường truyền và nhờ sự bộc lót kịp thời thì bên phía hàng phòng ngự của đội bóng Hoàng gia đã có thể cắt được tình huống lên bóng vừa rồi từ Bất Động Sản Thành Thắng. Rồi quay trở về Tân Nghệ. Đường truyền có thể gọi là khá kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 6 Thiên Thu, nhưng ở pha bóng vừa rồi thì vẫn chưa có sự hữu ý giữa những người đồng đội Hoàng gia FC. Vẫn đang là Thiên Thu cố gắng để có thể đưa bóng dành cho những người đồng đội và tạo ra một tình huống tấn công. Cơ hội quay trở về với các cầu thủ Bất Động Sản Thành Thắng. Không vào, quá nguy hiểm. Vẫn còn áp sát chân. Đội truyền có khá đông những sự xuất hiện của các cầu thủ Hoàng gia ngay lúc này từ khu vực sân của Bất Động Sản Thành Thắng. Dứt điểm, không vào. Và ra sân ngay đó là từ vị trí của số 9. Và các bạn có thể đón xem trận đấu này với định dạng phân HD. Và những ai đã xem livestream thì chúng ta cũng có thể để lại những bình luận cũng như là những chia sẻ và xem đó như là những động lực để cho các cầu thủ chúng ta thi đấu hay hơn. Cơ hội tiếp tục mở ra dành cho các cầu thủ Hoàng gia FC. Xây sở rất tốt của Ấn Độ. Cơ hội đã có khoảng trống dành cho các cầu thủ Hoàng gia. Không vào. Hiện tại thì tỷ số trận đấu vẫn đang được giữ là không đều. Nhưng ở những ý đồ cũng như là những phương án mà cả hai đội bóng họ mang đến trận đấu này nó thật sự quá rõ ràng và chả ai muốn nhường thế trận cho đối phương. Pha dâng cao từ phía Bất Động Sản Thành Thắng không được. Trận chấp bóng bóng không phải là một món đòn hiệu quả của các cầu thủ đội bóng Bất Động Sản Thành Thắng. Đã có cơ hội vào. 1-0 dành cho các cầu thủ Hoàng gia FC. Pha xử lý có thể gọi là cực kỳ đa cấp của cầu thủ mang áo số 10 Ấn Độ của các cầu thủ Hoàng gia. Pha xử lý đưa bóng vượt qua khỏi thủ thành đang bắt chính trong khung gỗ của Bất Động Sản Thành Thắng, đó là thủ thành Nhật Quốc. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống vừa rồi. Và một pha xử lý mà rất ít những cầu thủ đang có bóng là vị trí của số 12 Hoàng Khang. Vẫn đang là Hoàng Khang. Đường truyền giờ đường truyền khá nhịp nhàng. Đây là Quốc Duy. Quốc Duy không vào. Ném biên dành cho cao thủ Hoàng gia FC. Cơ hội quay trở về cùng với Hoàng gia. Đã có khoảng trống. Không vào. Đá phạt trực tiếp sẽ là một cơ hội thực sự thuận lợi dành cho Hoàng gia FC. Không được. Và những vị trí tương đối thì Hoàng gia họ có thể thực hiện một quả đá phạt thẳng. Lẽ đó. Tỷ số được san bằng dành cho cao thủ Bất Động Sản Thành Thắng. Quá bất ngờ. Thật sự bất ngờ khi mà bên phía cao thủ Hoàng gia FC họ đang có cơ hội đá phạt trực tiếp cho mình. Ở vòng vây của đội bóng áo đỏ, họ đã có thể ngăn chặn và pha chuyền bóng chuẩn xác để mang đến cơ hội dành cho cầu thủ mang áo số 10 Lê Đồng để mang đến bàn thắng sang bằng tỷ số ngay lúc này dành cho cao thủ Bất Động Sản Thành Thắng. Họ đã có tình huống ôm gọn bóng kịp thời trước khi những pha chạm bóng đến từ phía cao thủ Bất Động Sản Thành Thắng để mang đến bàn thắng tiếp theo. Thế sở rất tốt. Quả đá gây không vào. Đã có tình huống bóng chạm tay của các cầu thủ Hoàng gia. Đã phạt lên Minh Tú. Đã có thể thực hiện đường truyền dành cho người đồng đội của mình. Tiếp tục là cơ hội của phản công. Lê Đông phát căng ngang không vào. Tiếp tục là quả ném biên mở ra dành cho Hoàng gia. Không được. Và đá chân của Ấn Độ đã là quá hình với
Thủ thành Nhật Quốc. Và còn tiếp tục là bài thắng dành cho cao thủ bất động sản Thần Thắng. Như những gì mà chúng ta đã nói đến, 2-1 đang là tỷ số hiện tại của trận đấu này. Vẫn là vị trí của cầu thủ mang áo số 10 Lê Đồng. Bất ngờ đã đến ở trong trận đấu này. Lần đầu tiên các cầu thủ bất động sản Thần Thắng họ vươn lên dẫn trước đối phương của mình. Và ở tình huống vừa rồi thì thủ thành Tuấn Vũ cũng đã rất vất vả đổ người. Ngã sát ngay đó là của Hồng Quân đã có cơ hội đường chuyền vào, không được. Và thực sự thì vị trí của trung vệ mang áo số 13 đang là người hùng của cao thủ bất động sản Thần Thắng. Anh đã có những tình huống đánh chặn cực kỳ hợp lý. Lần này thì Hoàng Gia ở vị trí của sở chính Hồng Quân, anh đã cực kỳ chuẩn xác với tình huống của mình. Tỷ số được sa bằng 2-2. Và thực sự thì ở vị trí của số 9, anh cũng có cho mình rất nhiều những cơ hội khi mà hiện tại anh đang là người đảm nhiệm vai trò tuyến giữa. Và trước đó cũng là một tình huống cực kỳ chống chảy. Những lần này thì khác, Hồng Quân đã có những quyết định chuẩn xác để mang đến bàn thắng dành cho các cầu thủ Hoàng Gia. Hai đều đang là tỷ số hiện tại của trận đấu. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 cũng đang được diễn ra. Với những sự chủ động và những bàn thắng ở trong hiệp 1 cũng là những chất xúc tác để khoảng thời gian hiệp 2 các cầu thủ chúng ta họ sẽ thi đấu một cách tự tin hơn. Vẫn đang là Ấn Độ, một trong những người có nhiều năng lực tốt đến từ phía cao của Hoàng Gia. Ngay lúc này tỷ số đã là 3-2 dành cho các cầu thủ Hoàng Gia. Đã có pha chạm bóng chuẩn xác để nâng tỷ số lên cho các cầu thủ Hoàng Gia FC. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống vừa rồi. Hiện tại thì cũng đã là 3-2 dành cho các cầu thủ Hoàng Gia FC. Tiếp tục là quả đá không vào. Chức điểm ngay. 4-2 dành cho các cầu thủ Hoàng Gia FC. Hai bàn thắng liên tiếp. Khá là bất ngờ. Dường như thì bàn thắng lần này chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Người đồng phạt xây sở và vượt qua người. Quả đá treo góc của Hồng Quân không thể đánh bại được thủ thành Nhật Quốc. Những quả đá tiếp theo của Tình Nghệ đã là quá khó dành cho thủ thành Nhật Quốc. Đầu chuyền chuẩn xác, không được. Vậy pha lùi về và ngăn chặn kịp thời từ phía hàng phòng ngự của các cầu thủ bất động sản Thần Thắng. Đây là Lê Đồng. Pha lê bóng, cơ hội 3-1. Đường chuyền, quá chống rồi Hoàng em ơi. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bất động sản Thần Thắng. Đường chuyền đó là của số 15 Hoàng em. Và người đã có pha chạm bóng cuối cùng là cầu thủ mang áo số 4. Đó là Quốc Duy. Pha lên bóng từ vị trí của số 10 Lê Đồng. Đã mở ra một khoảng trống thuận lợi 3-1 ở trong tình huống vừa rồi. Và dường như thì hàng phòng ngự của Hoàng Gia FC họ đã thực sự thờ với pha lên bóng vừa rồi của cao thủ bất động sản Thần Thắng. Và sau khi trận đấu trận hạng 3 của cao thủ bất động sản Thần Thắng và Hoàng Gia khép lại thì chúng ta cùng đến với trận đấu chung kết. Trận đấu của cao thủ Hồ Tiền Vàng Hòa Phúc và cao thủ Điền Lâm Khải. Đội chuyền cơ hội không vào. Đó là đường chuyền ngắn chứ không phải là pha mở bóng vào trong từ phía các cầu thủ bất động sản Thần Thắng. Đội bóng đang thi đấu với logo của các cầu thủ Manchester United. Đây là Ấn Độ đã có thể vượt qua, không vào. Lại một lần nữa cách biệt hai bàn thắng được các cầu thủ Hoàng Gia thiết lập. Và mở bóng trước đó của cầu thủ mang áo số 37 Tình Nghệ cũng là rất chuẩn xác dành cho người đồng đội của mình. Nhìn sự bột lót kịp thời và hữu hiệu đến từ hàng phòng ngự của bất động sản Thanh Thắng. Lê Đông đường chuyền vẫn đang là Hoàng Em, không vào. Đã phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Hoàng Gia. Một cơ hội thực sự thuận lợi để họ thể tiếp tục nâng tỷ số dành cho mình. Hiện tại những người đang đứng trước bóng là vị trí của số 37 Tình Nghệ và cầu thủ mang áo số 20 đó là Thanh Toàn. Dù đó có thể người thực hiện sẽ là Tình Nghệ. Đó là đường chuyền cơ hội, không được. Dứt điểm ngay vào. Lại là một bàn thắng nữa của cầu thủ mang áo số 9 Đồng Quân.
Cao Thủ Hoàng Gia FC. Người đàn bác chính ở nhiệm vụ là người gác đền của Cao Thủ Hoàng Gia FC. Tiếp tục là đường truyền, vẫn đang là Lê Đông. Tỷ số được rút ngắn dành cho Hoàng Gia. Xin lỗi các bạn, tỷ số được rút ngắn dành cho Bất Động Sản Thái Thắng. Quả đá cực kỳ chuẩn xác. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa quả đá vừa rồi. Không khác gì là một tình huống nổ súng từ phía Bất Động Sản Thái Thắng. Và chính xác là vị trí của số 10 Lê Đông. Và nhìn nỗ lực ngăn chặn thì Văn Thiện đã là người có lỗi trong pha bóng vừa rồi. Ăn đổ. Tiếp tục có bàn thắng dành cho Cao Thủ Hoàng Gia. Quả bất ngờ và cũng đã là cú đúp trong trận thi đấu ngày hôm nay của cầu thủ mang áo số 10, đó là Ấn Độ bên phía đội bóng Hoàng Gia FC. Trong khi đó thì bên phía Bất Động Sản Thanh Thắng họ có cho mình ở số 10 Lê Đông là người đã có cú hat-trick trong trận thi đấu này và đặt lòng vừa rồi của số 10 Ấn Độ. Đây là tập Kevin. Đã có thể ngăn chặn ở đường trình vừa rồi Văn Thiện. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Đã có cơ hội. Không có pha dứt điểm từ vị trí của Hoàng Em. Văn Thiện đã có thể vượt qua được cao thủ bên phía đội bóng Hoàng Gia. Tạo ra đường truyền Lê Đông. Không vào. Và công. Một cú poker trong trận thi đấu ngày hôm nay của cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội bóng Bất Động Sản Thái Thắng. 4 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ mang áo số 10. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa pha xử lý vừa rồi. Và đường truyền thì cực kỳ chuẩn xác với pha dứt điểm đầu tiên đã có thể che chắn từ cao thủ phòng ngự của Hoàng Gia FC. Như vậy thì trọng tài cũng đã cất còi khép lại trận đấu trên hàng ba của Bất Động Sản Thái Thắng và Hoàng Gia FC. Như vậy thì ngôi vị hạng ba cũng đã được phân định. Và cũng thực sự là một trận đấu thi đấu quá hay của cả hai đội bóng.